Xin chào tất cả mọi người. Nay Vinmark lại lên cho mọi người một chiếc, đó là chiếc máy xay gia vị TBX25 với được làm bằng chất liệu inox thép không rỉ để đảm bảo vệ sinh dễ dàng sau khi sử dụng. Với công suất là mạnh mẽ, động cơ thường sử dụng là 1,1 kW trở lên, giúp xay nhanh và mịn màng. Đây là cái phần đầu ra của máy. Là cái phần khi mà những cái nguyên liệu mình được xay thì nó sẽ được ra từ đây. Dễ dàng sử dụng, thiết kế tiện lợi, dễ tháo nắp và an toàn cho người sử dụng. Dung tích nồi lớn. Kích thước nồi là 25cm x 25cm. Kích thước máy là 59cm x 35cm x 34cm. Với dao là 4 cánh dao, đảm bảo cho việc xay nhuyễn, xay được những gia vị như gừng, riềng, rau, củ quả, và đặc biệt là xay cháo cho trẻ em. Cái phần này là cái phần tay cầm, để khi mà mình sử dụng xong thì mình có thể mình đẩy cái miệng nồi xuống để đổ vào cái gì đó. Với trọng lượng tổng của máy là 18kg, sản xuất là tại Việt Nam. Nếu mà mua máy thì mọi người sẽ được tặng kèm được thêm một vận tháo dao và một dao đánh ruốc. Đây là mình khởi động máy cho mọi người xem nhé. Cái tiếng máy thì rất là êm. Mọi người khi sử dụng máy thì mọi người lưu ý là tránh cho tay vào sâu trong nồi thì có thể là gây chấn thương, rất nguy hiểm. Nếu mà mọi người muốn quan tâm rõ về máy thì mọi người truy cập vào trang web www.maymocviet.vn, địa chỉ là 258 Phạm Văn Đồng, Hà Nội. Cảm ơn mọi người đã xem video cùng với mình ạ.